Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có công văn hỏa tốc gửi tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động xung quanh các quy định của luật bảo hiểm xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Doãn Mậu Diệp, vào ngày 31 tháng 3, Bộ đã có báo cáo gửi Thủ tướng. Trong đó, kiến nghị Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết theo hướng linh hoạt, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương.